Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay tiếp tục là mình sẽ đi lại chiếc sáng hôm bữa mình quay cho các bạn xem nữa bạn. Đó. Bữa nay mình lại đây mình quay, nó cũng vẫn làm nhiệm vụ là nạo vét sông nữa nha các bạn. Đây nè, mình xuống bữa nay mình xem coi có múc có được cái vật nào lạ lạ lên đó không nha các bạn. Hôm bữa là mình quay là có gấp lên được một cái cục sắt rất là to nha các bạn. Nhưng mà tại sớm hoa biết gì. Phía bên này mình thấy gấp lên được chiếc ghe bị chìm nữa bạn. Đây nè, chiếc ghe chìm này được chiếc sáng này gấp lên hôm bữa nè. Đó, bạn thấy gấp để banh chặn chân nè. Bữa nay múc gấp dục phía bên lộ lớn bởi nha các bạn. Mình qua đây quay, mình quay tàu cảnh chiếc sáng cho các bạn xem nè. Sáng này lớn nha. Phía bên đó hình như là có nhả đất hay sao bạn, mình thấy gào lên bờ rất là chậm luôn. Dừa cái dữ dằn luôn các bạn ơi, rồi rụng trái dừa luôn, hơi càng qua tới đây luôn, quá là nguy hiểm luôn. Rồi. Bên đó hình như là không thuận tay hay sao bạn ơi, rồi không lẽ quay vòng qua đây luôn sao?
bị chéo dây luôn rồi kìa, cái gào nó xây đó các bạn. Đây nè các bạn coi nè, dây nó chéo vô đây luôn rồi nè. Dạ. Mình nó có cây dưới nhà rất là khó nhả lắc các bạn. Phải canh rất là chuẩn luôn á. Nó vướng vô mấy cái cây đó vô nhà đó thì mệt luôn. Dướng cây luôn kìa, rất là nguy hiểm, cặp đó có cái nhà nữa bạn, bị dướng hay gì nữa kìa. Rất là khó luôn. Ôi, nhảy nhánh cây vậy bạn thấy không? Cái gào bên cái cây mà nó cái cành nó quay qua tút bên đây luôn nè. Nhìn thấy rõ thấy ghê không? Ồ.
ván vỏ bên bờ bên đây rất là khỏe nha bạn, thấy rất là nhẹ nhàng luôn. Bữa nay mình thấy bên bờ bên kia rất là khó, tại vì có một số mấy cái cây ở dưới có mấy cái nhà của bà con bên đó nha các bạn, nên là phải canh rất là chính xác luôn. Cái gào đất này luôn nè, cái gào này trên một khối các bạn ơi, gào đất này nè quá nhiều. Ồ, bạn thấy sáng rồi nó nhìn ghê không, không dám dở cần luôn cái gào chứ. Có một anh này anh trèo ra phía sau biết anh làm gì đâu nhớ bạn, máy này như máy sạc hay gì đó, lấy xuống nè, tất cả trời mưa các bạn ơi, hiện giờ là đang chuyển mưa nha các bạn. Cái dọc về dưới hay sao bạn, sao mà cái sáng bị hoài nãy giờ không lên nữa bạn, các bạn thấy không, trời ơi nghiêng luôn nè mà nó không lên luôn. Ồ cái gì vậy, hết hồn ở chân luôn. Ghê quá bạn ơi, mình thấy mấy cái mà bị trừ cái sáng lại như nó bị lung lay hay sao bạn, nãy giờ mình nghe nó kêu len 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 đây nè, này là mấy cái cảo nè bạn, bị xiết cái sáng vô cái xà lan nè, mình thấy mấy cái đằng sau này nó sụp sịch nè, các bạn thấy không, bị lỏng nè.